Hi everyone. Chào mừng các bạn đến với Simple English. Hôm nay mình sẽ nói về các cái phụ âm ở trong tiếng Anh các bạn. Thì các cái phụ âm ở trong tiếng Anh á, nó sẽ có khoảng 21 ký tự. Ví dụ như là B, C, D, F, G các bạn. Và để nó hình thành nên 24 cái phụ âm. Bước trước mình đã làm một cái video về các cái nguyên âm ở trong tiếng Anh rồi. Thì các nguyên âm ở trong tiếng Anh được hình thành từ 5 ký tự các bạn. A, E, I, O, U, 5 cái đó. Còn lại thì nó là phụ âm. Rồi. Bây giờ trong cái phụ âm đó thì người ta phân nó ra thành 5 loại phụ âm các bạn. Bây giờ mình nói đến cái loại âm thứ nhất, đó chính là cái âm bật hay còn gọi là plosives. Thì cái âm bật này đó nó có khoảng 6 âm và nó chia ra một nửa là âm rung và một nửa là không rung. Âm rung tức là làm sao các bạn? Âm rung tức là khi các bạn nói cái âm đó nó rung, cái dây thanh quản của các bạn nó rung ngay đây này. Còn âm không rung tức là khi các bạn nói cái dây thanh quản các bạn nó không có rung. Ví dụ bây giờ cặp âm thứ nhất mà mình muốn đề cập tới đó chính là âm p và âm b. B. Ví dụ như mình đọc là p, pen, pen, sharp. Các bạn thấy không ạ? Cái âm cuối, cái âm p mà đứng ở cuối câu đó. P. Các mình chỉ cần ngậm cái miệng lại thôi. Sharp. Rồi, b, bend, bad, drop. Các bạn thấy không ạ? Nào, cái âm b nó cuối câu chúng ta sẽ có thêm một cái rung dây thanh quản. Drop. Cặp âm thứ hai mà mình muốn nói đến là cái cặp âm là âm t và âm d. Ví dụ mình có các cái chữ như là ten, tell, lent. Rồi. Ví dụ rồi, cái âm kế tiếp là âm d, d, dog, dad, intend. Anh nhớ các bạn ha. T, d. Ở cặp âm thứ ba ở trong cái loại âm này đó chính là âm âm k và âm g. K, g. Âm g là âm rung các bạn. K, không có rung nha các bạn. Ví dụ mình có các cái chữ như là can, keen, jack. G, good, good, flag, colic. Rồi, cái loại âm thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây là cái âm gọi là âm ma sát các bạn, hay là fricative, là cái âm mà cái âm này đó tức là nó để cho cái hơi của chúng ta dùng cái lưỡi và cái hôn ta chặn lại để cho cái hơi nó đi ra, tức là dùng lưỡi và môi để cho cái âm nó hẹp lại, nó đi qua cái khe hẹp. Ở đây nó có 9 âm các bạn ha. Nó có tất cả 9 âm. Vì mình cái cặp âm thứ nhất mà mình muốn đề cập tới là âm F và âm V ha. Âm F là âm không rung nha các bạn. Mình sẽ đọc là âm V là rung, mình đọc các bạn. Ví dụ mình có các cái chữ như là food, coffee, leaf các bạn. Rồi âm V ha. Van, oven, move. Các bạn thấy không? Cái âm vờ nó rung lên. Rồi, cặp âm thứ hai đó là âm và âm V. Các bạn để ý ha, cái âm này nó là cái âm TH, cái chữ TH đó các bạn. Thông thường đó thì học sinh ta hay đọc là chữ thờ cho nó dễ các bạn, tại vì cái âm này là âm đặc trưng của người Anh, tiếng các cái ngôn ngữ khác hoặc là tiếng Việt chúng ta không có cái âm này. Thì cái âm này đó nếu mà các bạn đọc cái vị trí lưỡi, mình sẽ chỉ các bạn rất là dễ ha. Cái vị trí lưỡi của các bạn á, các bạn để cái lưỡi cấn vô cái mặt răng sau của hàm răng trên và các bạn thổi để cho cái hơi nó đi ra hai bên hông lưỡi các bạn. Âm câm nha các bạn, đó là âm câm, chúng ta không có rung dây thanh quản. Nhưng mà khi các bạn rung cái dây thanh quản lên thì nó sẽ ra là âm v. Các bạn thấy không ạ? Rồi. Ví dụ mình có các cái chữ như là thank, athletic, both. Các bạn thấy không ạ? Cái từ both mình đọc nó, cái hơi đó chỉ đưa nó ra thôi, không có rung cái dây thanh quản. Rồi bây giờ nếu mà mình rung cái dây thanh quản lên, nó sẽ ra cái âm mà chúng ta hay gặp nè. This, rather, with. Các bạn thấy không ạ? Rồi. Vậy thì chúng ta nhớ nha các bạn, cái loại âm này rất đặc trưng nha. Các bạn phải cố gắng ta luyện chút xíu. Các bạn không rung, nếu mà không rung các bạn chỉ cần thổi cái hơi ra thôi. Nếu mà các bạn rung lên nó sẽ ra là âm the các bạn. The, this, that,
they, them, vân vân. Rồi cái cặp âm thứ ba ở trong cái loại âm này đó chính là âm âm s và âm g, tức là hai chúng ta đọc là s, z. Các bạn rung lên nó ra âm g s, z. Ví dụ mình có từ six, miss hoặc là since. Các bạn để ý cái chữ x nó nằm cuối nha các bạn. Cái chữ x nó nằm cuối nó sẽ là phiên âm của hai âm, nhưng mà âm g và âm s. Do vậy mà mình sẽ đọc là six ha các bạn. Rồi, âm g ha các bạn. Z. Ví dụ mình có từ zoo, busy, use ha các bạn. Rồi, cặp âm thứ ba trong loại âm này đó chính là âm sh và âm z. Nó là âm s lớn đó các bạn. Ví dụ mình có các cái chữ như là shop, fashion, watch. Rồi, z, chúng ta sẽ có là laser, vision. Rồi các bạn, đó là âm g lớn đó. Rồi, cái âm cuối cùng trong cái loại âm này đó là chữ âm h đó các bạn. Ha, tại cái âm h này nó hơi yếu chút xíu. À, nhiều khi chúng ta đọc chúng ta sẽ nhiều khi chúng ta quên nó luôn đó. House, ahead. Và thỉnh thoảng đó cái chữ h đó nó không có đọc các bạn, trong một số từ cái chữ h nó thuộc là âm câm nha các bạn. Ví dụ mình có từ hour, cái từ giờ đó các bạn, ta đọc giống như là sở hữu của chúng ta thôi. Hour, honor hoặc là từ why ha, các bạn không có đọc cái chữ h đó, chúng ta hay nói là chữ h câm đó các bạn. Rồi đến một cái loại âm thứ ba ở trong cái phần này, trong cái phần mà phụ âm này đó, nó chính là cái âm tắc sát các bạn, hay còn gọi là tiếng Anh nó gọi là affricate. Thì cái âm tắc sát là làm sao? Tức là cái âm này chúng ta phải chặn nó lại rồi chúng ta bật nó ra. Thì cái trong cái loại này nó chỉ có hai âm thôi. Âm thứ nhất là âm không có rung, là âm ch. Các bạn thấy không ạ? Mình chặn âm rồi mình bật ra. Ch. Nó giống như âm chờ của mình nhưng mà nó nặng hơn chút xíu. Ví dụ như mình có các cái chữ các bạn hay gặp là chair, nature, watch. Rồi mình rung nó lên á, thì nó sẽ là âm j các bạn, job, judge, chặn lại rồi các bạn bật ra. Rồi đến cái phần loại âm thứ tư trong cái phần phụ âm này, đó là cái âm mũi hay còn gọi là nasals. Âm mũi tức là làm sao? Nếu các bạn học tiếng Pháp các bạn sẽ biết được cái âm mũi là khá là rõ các bạn, đặc trưng của tiếng Pháp. Nhưng mà tiếng Anh thì nó nhẹ hơn, tức là các bạn đưa cái hơi lên mũi. Thì ở trong cái loại âm này nó chỉ có 3 loại thôi. Âm thứ nhất là âm M. Ví dụ mình đọc là man, remark, dram. Âm thứ hai là âm N. Ví dụ mình có các cái chữ như là now, renow, done. Âm thứ ba là âm cuối cùng của cái loại âm này, đó là âm ng. Ví dụ mình có các cái chữ như là young, singer ha. Và chỉ có 3 âm là âm mũi nha các bạn. M, N, ng. Ta đưa cái hơi lên mũi. Cái âm cuối cùng trong cái loại âm cuối cùng trong cái phụ âm này, đó chính là âm tiếng Việt chúng ta nói là âm tiệm cận hay cái gì đó các bạn. Âm tiệm cận, tiếng Anh nó gọi là approximant. Tức là âm tiệm cận, tức là làm sao? Tức là chúng ta để cho cái hơi nó hầu như đi ra, chúng ta chỉ chặt có một chút thôi, để cho cái hơi hầu như nó tự do nó di chuyển. Thì cái loại cái âm đầu tiên trong cái loại này đó là chữ âm L, chữ L các bạn. Thì để ý ha các bạn, nếu mà cái chữ L nó đứng đầu câu hoặc giữa câu đó, các bạn bật cái lưỡi ra. Ví dụ mình có các cái chữ như land, silly. Các bạn thấy không? Mình bật cái lưỡi ra, land, silly. Nhưng mà nếu cái chữ L đó nó đứng ở cuối thì các bạn phải đưa cái dưới từ lưỡi lên. Chúng ta cho cái hơi ra, sau đó chúng ta đưa cái dưới từ dưới lên, chúng ta chặn lại. Ví dụ mình có các cái chữ như là fuel, oil các bạn. Rồi cái âm thứ hai trong cái loại âm này, đó là cái âm gùa, chữ W các bạn, âm gùa. Thì cái âm gùa này đó, cái miệng chúng ta sẽ phải đưa ra phía trước các bạn, tại vì cái hơi nó nằm ở phía trước. Ví dụ các bạn đọc là what, way, woman. Chúng ta phân biệt giữa hai cái từ chúng ta hay nhầm lẫn nè các bạn, giữa âm g và âm w. Ví dụ chúng ta có hai cái từ là good và cái từ gỗ đó các bạn đọc là good ha. Good, good ha. Hai cái khác nhau nha các bạn. Âm thứ ba trong cái phần âm, trong cái loại âm này, đó là âm j.
chữ R, âm R các bạn. R đó. À, nếu mà nó đứng đầu câu đó thì các bạn sẽ đọc nè, run, cái miệng ta sẽ đưa ra chút xíu, nó dần giống như âm gùa đó các bạn, run around. Nhưng mà nếu mà cái chuyện cái âm o này nó nằm ở cuối câu đó thì nếu là người Anh á thì chúng ta sẽ đọc nó dài hơn một chút xíu. Ví dụ mình đọc là car, short ha, nó là hai âm. Nhưng mà nếu mà người Mỹ đó thì cái âm o này nó nằm cuối đó thì người ta thường sẽ kéo cái hàm dưới lại, car, short các bạn. À, âm cuối cùng trong cái loại âm này đó là chữ âm giờ, thì cái âm này rất là dễ ha. Chúng ta thường hay gặp các cái chữ như là chữ year, yes, you. Rồi mình có một cái chú ý trong cái nhỏ nhỏ trong cái phần mà phụ âm này, đó chính là khi mà các bạn đọc một từ đó nó có bao nhiêu phụ âm thì các bạn phải đọc hết nha các bạn, chúng ta không có bỏ một cái phụ âm nào hết. Ví dụ mình có cái từ street ha, cái từ đường phố đó các bạn, khi các bạn phiên âm ra các bạn sẽ thấy là cái phúc đầu nó có ba phụ âm là âm s, âm th và âm r không? Các bạn luyện âm street các bạn đọc hết không? Rồi ví dụ như mình có các cái từ thứ hai là cái từ transmit, các bạn để ý không? Ví dụ trong cái âm này đó các bạn sẽ thấy các cái phụ âm như là chữ th, chữ r nè, tran. Rồi cái âm giữa nó có hai phụ âm là chữ giờ và chữ m, transmit, các bạn thấy không ạ? Transmit mình đọc, tức là có bao nhiêu phụ âm là chúng ta phải đọc hết. Và một cái nữa đó, nếu mà một cái từ đó nó kết thúc bằng một phụ âm và một cái chữ e đó, thì cái chữ e đó là thường là chữ e câm các bạn, ta không có đọc, chúng ta sẽ tính cái phụ âm cuối cùng của nó. Ví dụ mình có cái từ hate ha, nó kết thúc bằng chữ t và chữ y các bạn, thì chữ e câm đó ta có hay nói là e câm, ta không đọc, chúng ta đọc cái âm kế tiếp của nó là âm tờ hate. Hay là cái từ, một cái từ khác ví dụ mình có là decide ha, chúng ta đọc cái âm kế tiếp của nó, cái âm kế tiếp, cái chữ kế tiếp của cái chữ y câm đó các bạn, hay là e câm đó, à, chúng ta chỉ đọc cái âm đờ thôi, decide. À, mình hy vọng rằng sau cái video này các bạn sẽ có thể sử dụng thuần thạo các cái phụ âm. Nếu các bạn chưa xem các cái video của mình về các cái nguyên âm, mình sẽ để cái link ở bên dưới. Nếu các bạn thấy cái video này của mình nó hữu ích, nhớ cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được các cái video mới từ Simple English. Thanks for watching.